Cuộc chiến tranh giữa hai vùng đất Toto và Hokuto đã để lại rất nhiều vết thương cũng như sự tàn phá nặng nề về người dân tại Toto. Nhằm giải quyết mọi chuyện một cách ít đau thương cũng như tổn thất nhất, cả hai đã đưa tới một hiệp định chấm dứt chiến tranh dựa trên kết quả trận chiến giữa cả hai Rider. Đại diện cho Hokuto là Kamen Rider Kree do Kazumi biến hình và đại diện cho vùng đất Toto không ai khác ngoài Bill. Trận chiến nảy lửa giữa cả hai diễn ra với sức mạnh mới từ Hazard Striker. Sento đã dễ dàng đánh bại Kree. Sau cuộc chiến thì tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch giật dây của tên Evod. Hắn ta ở lúc đó đã gia nhập cùng với Saito để lật đổ Hokuto. Nghe được thông tin cả vùng đất của mình đã bị xâm chiếm hoàn toàn, Kazumi bất lực nhưng anh vẫn sẽ chiến đấu để lấy lại vùng đất cũng như mảnh đất gia đình anh sở hữu. Cũng từ trận chiến này, anh dần đã được Bill cùng với Crosshead hỗ trợ và trở thành Third Rider chính thức. Cho đến trước khi trận chiến với Evod diễn ra, anh hoàn toàn không có form nâng cấp nào. Nhưng anh vẫn không bị bỏ quên khi có hai vũ khí nâng cấp. Nâng cấp vũ khí đầu tiên của anh xuất hiện trong trận chiến cùng với Kamen Rider Mark Rowe. Hắn ta với sức mạnh từ Evo Driver vượt trội hoàn toàn so với những Rider khác, trừ hình dạng Bill Genius. Nhưng với tinh thần chiến đấu rực cháy của mình, Kree không thể nào bỏ cuộc. Kết hợp cùng với Scratch Driver hiện tại là Dragon Jelly, sức mạnh của bản thân đã được nâng cao vượt trội với lượng khí Nebula mà anh vừa hấp thụ. Khung cảnh cực kỳ ngầu lòi ấy, anh đã có được vũ khí mới. Một chiếc Dream Breaker khác xuất hiện trên tay còn lại. Hai chiếc máy đục ở hai tay cùng với lượng khí khổng lồ được kích hoạt. Anh trở thành một chiến binh ngoan dã, vô cùng hiếu chiến, lao vào tấn công áp đảo của tình Macro. Thứ âm thanh của robot cũng như chiếc máy đục vang vãng khắp chiến trường, khiến tình Macro cũng không thể nào chống đỡ được sức mạnh của anh. Đòn tất sát của anh ở hình dạng này cũng không có quá nhiều điều thay đổi, và anh chỉ tận dụng sức mạnh này một số lần. Nhưng số lần sử dụng nó vẫn không thể nào ít bằng sức mạnh từ Blizzard Doggo, thứ vũ khí mà Sento trao cho Ri trong trận chiến cuối cùng về Evod. Anh đã gặp lại ba kẻ giả mạo ba người đồng đội của mình. Bọn chúng là những thế thân do Evod tạo ra. Hình dạng smart của chúng cũng vô cùng mạnh, tham chiến bằng Blizzard Doggo, cú đấm tạo ra một vùng không khí lạnh, tấn công kẻ thù và đóng băng chúng. Sức mạnh của anh cũng được tăng cường đáng kể, thậm chí những cú đấm của anh còn có khả năng đóng băng cả địa hình khi nó va chạm. Do lòng trắc ẩn của bản thân cũng như tình thân dành cho ba người đồng đội cũ, anh đã bị bọn chúng lừa và đã thất bại ngay sau đó khi bị chúng phối hợp để đánh trọng thương anh. Như cũng đã biết, đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Anh đã mang theo chiếc Bill Driver của cha Sento nhằm chống lại thế lực từ Evod, nhưng thật không ngờ kết quả là thật trớ trêu, anh lại phải chống lại ba người đồng đội cũ của mình. Hiện tại đã không còn là họ, mà chỉ là những bản sao với tính cách phần nào đó giống với bọn họ mà thôi. Không còn đường lui, Bill Driver đã được đeo trên người. Anh lấy ra chiếc Bottle Blizzard kết hợp cùng Knuckle, chuyển hóa hình dạng cuối cùng trong series.